đây con địa chỉ Quỳnh Thúc Kháng, đường Lý Tự Trọng, ngay chợ còn bến đò Xuân Đốt đó bạn ha, bến đò Xuân Đốt Long Xuyên ngang về cái hướng xuống bến đò. Đây đây là cái chợ bên này, đây, cái đường này là xuống bến đò các bạn ha. Đây là nhóm dinh dưỡng Hà Bà Lai đã đây, nhóm dinh dưỡng Hà Bà Lai của cô mình bị nhốt rồi, chở hàng đến giao mà bị nhốt rồi, nhốt ở ngoài. Sẵn làm cái video nhỏ nhỏ giới thiệu với các bạn là vị thống tán của mình đã biết chỗ chính xác mua rồi đó, mình giới thiệu với các bạn địa chỉ rồi ha, các bạn nào có ta đến ta mua dễ. Bến đò Xuân Đốt các bạn nha, thuộc thuộc cái gì ấp Hòa Long, ấp Hòa Long các bạn ha, ấp Hòa Long nó thuộc An Giang, Long Xuyên An Giang. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những ký sự tới nha.